gì Quân? Phải không? Quân cũng là một chúa không? Bạn cũng lâu này. Ủa con nào cũng là một chúa hả? À? Bạn này. Phải không? Bạn này làm sao có sừng được? Bạn này. Đấy là con gấu. Gấu gì? Chú panda. À, chú panda. Chú panda. Panda. Con này. Anh hổ. Đâu phải con hổ đâu. Sư tử. Sư tử nó tiếng Anh. Con sư tử này ăn gì Quân? Quân ơi. Ăn hình người em á nha. Ăn hình người luôn hả? Dữ vậy. Dạ cũng ăn thịt. Con gấu. Gấu ăn gì? Gấu ăn cỏ. Con trúc ăn gì? Trúc ăn cỏ. Ăn lá gì? Trúc. Ăn lá trúc. Con khủng long này. Nó làm gì đó? Ăn gì? Ăn con đây. Hả? Con này con gì? Hôm nay ăn rồi. Con này làm sao mà có sức được? Con này con gì? Quên. Con này con gì? Con này là con gì? Suy nghĩ à? Con gì mà nó có sừng nè? Rồi con này cũng ăn cỏ nữa hả? Con này là không được ăn cỏ. Chứ nó ăn gì? Nó ăn gì? Con này không được ăn cỏ. Cỏ đó hả? Con khủng long này ba nhớ là ăn thịt mà. Ủa, ăn gì vậy? Ăn đỏ ăn căng. Ăn chanh luôn hả? À, chua lắm. Ăn đỏ ăn cay. Con này là con sư tử mà. Té hết luôn rồi. Đây là cái súng bằng. Cái súng bằng hả? Cái súng bằng bằng ai cũng được. Bằng ai ăn đi. Con này sư tử ăn gì? Con sư tử ăn. Ăn thịt người luôn. Vậy hả? Con hổ cũng ăn thịt người. Con gấu chú? Không. Thì ăn cỏ. Cỏ à? Gấu chú đẻ con hay đẻ trứng? Gấu chú á. Gấu chú này gấu chú con. Phải không? Con khủng long nó đẻ trứng hay đẻ con? Con đẻ trứng à. Đúng rồi, quá. Con gấu chú. Gấu đẻ trứng. Gấu trúc đâu, không phải đẻ trứng đâu. Đẻ con. Đất đẻ con. Ừ. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. Năm con.
Để bạn không lông ở đâu Quân.